Tiếp theo trong cái bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái layer mask tức là cái mặt nạ ở trên layer. Trước hết mình nói về cái khái niệm uh, clipping mask. Tức là bây giờ mình có một cái hình cái vườn hoa ở bên dưới như thế này. Và mình muốn nhốt tất cả những cái bông hoa này vô trong cái chữ flower mình có ở bên trên đây. Thì nếu như các bạn muốn nhốt uh, bạn clipping mask tức là bạn nhốt cái Thay layer này uh, xuống cái vùng hiển thị của một cái layer bên dưới Thì các bạn sẽ làm cái thao tác đó là Clipping Mask Nếu bạn muốn nhốt cái hoa này vô trong cái chữ thì cái hoa này bạn phải để ở bên trên và cái layer chữ bạn để ở bên dưới Cái cách thứ nhất là bạn uh, vô cái menu Layer và bạn chọn Create Clipping Mask Phím tắt là bạn nhấn Ctrl Alt G thì các bạn đã thấy nó đã nhốt cái hoa này vô trong cái khu vực của cái chữ flower ở bên dưới và bạn nhìn thấy trên panel của layer nó có xuất hiện một cái mũi tên ở đây bây giờ mình sẽ để một cái layer bên dưới mở độ một màu ở dưới đây cho các bạn thấy chẳng hạn mình độ một cái màu xanh chẳng hạn mình đổ được một cái màu xanh nhá đây cho các bạn nhìn thấy này tức là cái hoa ở bên trên này nó đã nhốt vô trong cái chữ này rồi rồi cái phím tắt của nó ấy, mình làm lại nha thay vì bạn nhấn ctrl alt g thì các bạn sẽ sẽ dùng phím tắt bạn giữ alt và bạn rê con chuột ra cái đường biên của hai layer này bạn sẽ thấy có một cái cái biểu tượng này xuất hiện để bạn click con chuột trái xuống thì cái hoa này nó sẽ nhốt xuống những cái chữ ở bên dưới và để bạn bung ra thì bạn cũng giữ alt và bạn click lại vô cái đường đó thì nó sẽ bung ra lại các bạn nhìn thấy mình nhốt vô trong cái layer flower ở bên dưới này. Khi bây giờ mình dùng công cụ move, phím V, mình di chuyển cái layer bên trên các bạn sẽ thấy là nó sẽ thay đổi nhưng mà cái khu vực hiển thị của nó vẫn là chữ flower bên dưới, trừ khi bạn di chuyển chữ flower bên dưới ra một vị trí khác thì nó cũng sẽ đi theo một cái vị trí tương đối như thế. Cái này bạn cũng có thể sử dụng cho những trường hợp khác Chẳng hạn như ở đây mình có một cái vệt cọ như thế này Và mình có một cái tấm hình của một cô gái như thế này Bây giờ mình muốn là nhốt cái hình ở bên trên cô gái này xuống cái khu vực hiển thị là cái cọ bên dưới Thì mình sẽ để cái layer nhân vật này ở trên Mình giữ Antalet và bạn click xuống cái đường biên ở ngay đây nè Bạn click vô thì cô gái này sẽ hiển thị ở trong cái cái khung này cái khung của cái cỏ bên dưới. Bây giờ mình thử scale cái hình cô gái này to lên thì bạn sẽ thấy nó vẫn chỉ nằm hiển thị ở trong cái khu vực của cái cọ bên dưới. Đó là cái clipping mask. Bây giờ mình nói đến cái mặt nạ ở trên layer nếu như bình thường các bạn muốn xóa một cái đối tượng nào đó, một cái khu vực nào đó trên tấm hình đó thì bạn sẽ dùng cái cục tẩy bạn sẽ dùng một cái cục tẩy là Erase Tool ở đây Chẳng hạn mình đang đứng ở trên cái layer cô gái này Và mình dùng cái cái cục tẩy ở đây Sau đó bạn tăng kích thước của cái cục tẩy này to lên Rồi bạn tiếp tục đó là bạn chọn cái kiểu Cái kiểu cọ mềm hay là cứng Sắc nét hay là mềm ở đây thì các bạn sẽ dùng cái cục tẩy để bạn tẩy đi chẳng hạn như mình xóa cái cái khu vực ở chỗ này đi nhưng các bạn nhìn thấy nếu như chúng ta lỡ xóa đi những cái khu vực mà chúng ta không không mong muốn và chúng ta muốn cứu lại cái đối tượng đó thì chúng ta không có cách nào để cứu lại nếu như bạn cần run rách thì tất cả những thao tác trước đó của bạn đã bị mất rồi vậy thì bây giờ mình sẽ học cách sử dụng đó là cái mặt nạ. Thì để tạo cái mặt nạ trên cái layer này thì các bạn đứng trên cái layer đó và các bạn bấm vô cái nút ở bên dưới cái bảng layer add layer mask thì nó sẽ tạo ra cho bạn một cái mặt nạ ở cái bên. Đây chính là cái mặt nạ. Và khi sử dụng mặt nạ thì bạn phải click chuột đứng ở bên mặt nạ. Khi sử dụng mặt nạ thì chúng ta sẽ dùng hai màu, đó là màu trắng và màu đen màu đen tức là bạn sẽ ẩn, còn màu trắng tức là bạn sẽ cho hiển thị cái khu vực đó lên. Ở đây chẳng hạn như mình đang đứng ở trên cái uh, layer cô gái này và mình scale cho cô gái này to ra vừa với bằng với tấm hình để cho các bạn dễ hình dung nha. Ở đây các bạn nhìn thấy là tấm hình cô gái này đã scale ra bằng với lại cái cái frame này ha. Rồi mình đứng ở bên mặt nạ là các bạn phải click sang bên mặt nạ nha các bạn. Sau đó bạn nhìn thấy ở đây nó đang có màu đen và màu trắng mình dùng cây cọ là cái brush tool ở đây và mình chọn vô cái cọ mềm hình tròn ở đây. Các bạn nhìn thấy cái đường cọ này. Bây giờ mình sẽ tô màu đen. Bạn tô màu đen lên khu vực này, tức là bạn ra lệnh cho nó cái khu vực tôi vừa mới quét màu đen lên, bạn cho nó ẩn cái đối tượng này đi. Bạn cho nó ẩn cái khu vực mà mình vừa mới quét màu đen đi. Đấy, bạn bạn quét lên đây này, bạn sẽ ẩn cái màu đen đi. Đấy, bạn ẩn màu đen đi Tức là bạn tô màu đen Tức là bạn ra lệnh cho nó là ẩn Và bạn nhìn thấy ở trên mặt nạ chúng ta đã biến đổi Những khu vực này chúng ta vừa tô màu đen lên Tức là những khu vực này của tấm hình bên đây Nó đang ẩn đi Còn cái màu trắng là hiển thị Và nếu bạn muốn cứu lại những chi tiết này bạn đã ẩn Thì bạn trở lên lại màu trắng Bạn tô màu trắng thì những chỗ đó nó sẽ hiển thị ra lại Tức là bạn ra lệnh cho nó là chỗ này sẽ hiển thị trở lại vậy thì bạn tô màu trắng lên và bạn thấy ở bên mặt nạ nó đã biến đổi vậy thì mặt nạ có tác dụng là ra lệnh ẩn hoặc hiện cái khu vực nào đó ở trên tấm hình gốc của chúng ta đây các bạn lưu ý là các bạn phải đứng ở trên cái laser uh, trên cái mặt nạ nha nếu bạn đứng ở bên đây mà vô tình bạn quét thì nó sẽ ra một cái màu mà bạn đang chọn ở đây là bạn quét ra cái màu xanh ở đây như thế này đó vậy thì chúng ta phải lưu ý cái điều đó khi chúng ta trở sang bên mặt nạ thì chỉ có khái niệm trắng và đen bạn gõ phím D thì bảng màu của chúng ta sẽ trở về bảng màu chuẩn là trắng đen bảng màu và bạn gõ phím X thì bạn sẽ đảo vị trí của hai màu này với nhau bạn gõ phím X ở trên bàn phím ha rồi tức là bây giờ màu đen sẽ là ẩn còn màu trắng sẽ là hiển thị vậy chúng ta có nhiều cách để tô màu khác nhau chẳng hạn lúc nãy chúng ta đang có cái cọ là chúng ta sử dụng cọ và chúng ta tô màu trắng đen bây giờ mình sẽ nói khi mà mình cho nó hiển thị lên hết lại ha mình đứng ở bên cái mặt nạ này mình tô toàn bộ màu trắng lên mình tô toàn bộ màu trắng lên rồi tức là mình ra lệnh cho nó là hiển thị lên lại tất cả vậy thì cái mặt nạ nó chỉ che và và ẩn và hiện thì nó không ảnh hưởng đến cái laser chính ở bên đây cái hình gốc của chúng ta bên đây Bây giờ để xóa để tạm thời uh, ẩn cái mặt nạ này đi mà chúng ta không áp dụng cái mặt nạ, chúng ta chúng ta tạm thời ẩn cái mặt nạ đi thì bạn giữ phím Shift và bạn click vào cái mặt nạ này. Bạn giữ phím Shift bạn click vào mặt nạ. Chúng ta đang thấy ở bên cái mặt nạ nó có cái dấu X tức là nó đang tạm ẩn. Bạn giữ phím X và bạn click vào đây lại thì nó hiển thị ra lại là nó áp dụng mặt nạ. Nếu bạn muốn xóa cái mặt nạ đi luôn thì bạn click chuột phải vào và bạn chọn vô cái delete layer mask hoặc là bạn cầm cái mặt nạ đó bạn lôi vô trong sọt rác thì nó sẽ mất cái mặt nạ đi, nó sẽ hỏi mình có muốn xóa cái mặt nạ đi không, đó là cái lệnh xóa. Bây giờ ở trên đây bạn đang có xen lẫn giữa màu đen và màu trắng. Nếu như bạn muốn uh, đổi chỗ nào màu trắng thành màu đen, còn chỗ nào màu đen sẽ thành màu trắng thì bạn gõ cái lệnh Ctrl Y thì nó sẽ đảo ngược lại chỗ nào đang đen thành trắng, chỗ nào đang đang tô màu trắng thì sẽ thành màu đen. Tương tự mình gõ phím Ctrl Y nó sẽ đảo ngược lại. Nếu như bạn xóa cái đối tượng này xong rồi và bạn cảm thấy bạn chấp nhận với cái cái khu vực hiển thị như thế này thì bạn muốn áp dụng cái mặt nạ này vô đây luôn mà không có xuất hiện cái mặt nạ bên đây nữa thì bạn nhấn chuột phải vô bạn chọn apply layer mask thì nó sẽ nhập vô cái mặt nạ vô trong cái cái này luôn. Tức là nó cho ra bạn ra kết quả luôn và cái này bạn không thể nào mà bạn chỉnh được tiếp sửa lại từ cái hình ban hồi nãy. Cho nên khi mà bạn apply thì bạn phải cân nhắc trước khi bạn apply. Đó là cách sử dụng mặt nạ. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái cách khác để chúng ta tô màu lên cho nó. Chẳng hạn nha. Mình cũng có một cái tấm hình cô gái này luôn. Nhưng bây giờ thay vì mình dùng cọ để mình tô màu thì mình sẽ dùng cái công cụ là Gradient Tool mà chúng ta đã học trước đó. Là công cụ tô màu chuyển sắc. Cụ tô màu chuyển sắc. Cái công cụ này bạn sẽ sử dụng chẳng hạn như là mình chọn cái nhóm tô thứ hai, cái kiểu tô thứ hai và cái kiểu tô là là kiểu tô thứ nhất ở đây. Sau đó mình đang chọn màu đen, mình quét một đường từ bên phải sang bên trái tức là mình tô từ màu đen sang màu trắng bạn nhìn thấy ở trong đây là từ màu đen sang màu trắng vậy thì nó hiểu rằng là chỗ này sẽ ẩn đi cái tấm hình đó và chỗ này sẽ cho hiển thị lên dần dần mình quét một cái đường dài hơn thì bạn sẽ thấy nó ẩn từ đây ẩn sang và chỗ này nó hiện lên lại vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái background ở bên dưới như thế này đấy bạn sẽ nhìn thấy này background ở bên dưới của chúng ta này đấy vậy thì đây chính là cái cách mà mình dùng mặt nạ thứ hai đó là mình tô màu chuyển sắc cho nó chẳng hạn như mình muốn che cái bên này dần vô, dần hiển thị dần vô thì mình sẽ dùng cái cái công cụ là gradient tool ở đây. Bạn sẽ thấy ở trên mặt nạ chúng ta có cái màu đen sang màu trắng. Vậy thì những chỗ màu trắng đây nó cho hiển thị dần lên lại. Đây là cái cách chúng ta hay sử dụng để chúng ta ghép nhiều tấm hình lại với nhau. Để áp dụng cho cái phần bài học mà chúng ta vừa mới học thì chúng ta sẽ làm một cái bài tập đó là chúng ta sẽ nhuộm màu cho cái bông hoa này để cho nó ra nhiều cái cánh có nhiều màu khác nhau như thế này. Chúng ta có thể áp dụng nhiều cách nhưng ở đây mình sẽ áp dụng theo cái cách mà chúng ta sử dụng mặt nạ mà chúng ta vừa mới học. Thì đầu tiên đó là mình sẽ nhân bạn cái layer này lên, bạn nhấn Ctrl J, bạn nhân bạn lên. Sau đó bạn dùng cái công cụ là Quick Selection Tool ở đây, rồi bạn chọn cái kích thước cho nó phù hợp để bạn chọn một cái cánh ở bên đây chẳng hạn như ở đây mình quét cái cánh ở bên đây ha. Mình quét cái cánh ở đây rồi mình cho cái kích thước cọ nó bé lại thì mình nhấn cái phím đóng mở ngoặc ấy để các bạn có thể giảm tăng giảm cái kích thước của nó lại hoặc là bạn cũng có thể sử dụng những cái uh, chọn thêm vô bằng cách là lasso tool ở đây chẳng hạn như ở đây mình vẽ thêm vô này, bạn chọn chọn thêm vô. Rồi bạn thêm cái cái vùng chỗ này vào nha. Ví dụ như ở đây là mình chọn thủ công cho các bạn coi ha Mình chọn thủ công cho các bạn coi nha rồi hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng bằng cách là chúng ta à, giảm cái cọ lúc nãy lại và chúng ta chọn thêm vào bên trong cái phần cánh hoa như thế này ở đây mình chọn là tụ công cho các bạn coi rồi chọn cộng đó chúng ta đã, đã cộng thêm được một cái miếng ở bên đó rồi bây giờ mình cộng thêm một cái miếng ở đây nữa mình cộng thêm một cái miếng ở khu vực này nữa ha đây, mình làm đại khái cho các bạn nha còn các bạn có thể sử dụng nhiều cái công cụ khác nhau để chúng ta chọn rồi mình đang chọn cái bông hoa này, ờ, các bạn lưu ý là khi chúng ta đang có vùng chọn ở trên màn hình thì lúc đó chúng ta mới bấm vô cái công cụ để tạo ra mặt nạ thì nó sẽ hiểu rằng là nó sẽ lấy những khu vực đang ở trong vùng chọn để cho hiển thị lên còn những khu vực khác nó sẽ ẩn đi vậy thì mình đang có vùng chọn là cái cánh hoa này mình click vô đây mình tạo vùng tạo mặt nạ thì nó sẽ lấy cái khu vực ở trong mình tắt cái ở dưới đi cho các bạn coi này nó sẽ lấy cái khu vực ở bên trong cái phần vùng chọn đó nó cho hiển thị lên còn những chỗ khác nó cho màu đen vậy mình đang có một cái hoa này cái cánh bên đây độc lập ở bên trên ha rồi mình sẽ nhấn cần u tức là cái lệnh adjustment đấy các bạn adjustment hue saturation này rồi các bạn sẽ căn chỉnh cái này cho nó ra một cái màu khác chẳng hạn như bạn cho nó ra cái màu màu tím như thế này đi rồi bạn tăng cái saturation này lên cho nó đậm thêm màu lên, tăng từ từ và nhẹ nhàng từ từ thôi nha các bạn. Rồi ví dụ như mình có một cái màu tím như vậy ha, xong rồi mình nhấn ok. Vậy là chúng ta đang có một cái mảnh màu tím ở trên đây và nó chỉ hiển thị cho các bạn một cái cánh này thôi. Chúng ta đã xong được một cái cánh, mình sẽ làm một cái cánh tiếp theo ở bên đây đi ha. Rồi mình làm cái cánh, chẳng hạn như mình làm cái cánh bên đây đi để cho các bạn hình dung là mình nhấn Ctrl J ở dưới đây thêm một lần nữa. Mình đưa lên trên cùng mình đưa lên trên cùng sau đó mình chọn cái vùng chọn ở bên đây bạn có thể sử dụng nhiều cái công cụ khác nhau bạn gõ phím mở đóng hoặc để mình có thể tăng giảm cái kích thước cọ này xuống nha các bạn nha rồi mình chọn vào đây nhá mình chọn thêm vào đây nè mình chọn thêm vào đây bạn có thể chọn thêm vô những cái khu vực chỗ đó ví dụ như mình chọn thêm vô khu vực chỗ này rồi nó bị uh, lố hết một chút bây giờ mình trừ nó ra lại nha bạn có thể bấm một trừ hoặc là bạn giữ antalet xong rồi bạn quét vùng chọn thì nó sẽ trừ những cái khu vực này ra đó bạn giữ antalet và bạn quét những khu vực này nó sẽ trừ cái khu vực này ra uh, để mình xem ở trên đây nha bên trên đây mình sẽ cộng thêm vô bạn giữ ship thì bạn quét khu vực này nó sẽ cộng thêm vào đây rồi mình đang có cái cái cánh hoa này mình nhấn tạo vùng chọn thì nó sẽ tách cái này ra để nó cho cái này là đang hiển thị này còn những cái layer khác những cái cánh hoa khác ở trên cái layer này nó đã ẩn đi bây giờ mình nhấn cần chun u bạn đứng ở bên cái bông hoa nha các bạn và nhấn cần chun u bạn mở cái lệnh hue saturation nó thêm một lần nữa chẳng hạn như bây giờ mình muốn tô cho bên đây nó ra một cái màu xanh như thế này đi rồi mình nhấn ok mình tô được cái bông thứ hai và tương tự như thế các bạn cũng chọn vô những cái cánh khác ở trong đây bạn chọn thật là tỉ mỉ chi tiết rồi bạn sẽ tô cho nó một cái màu nào đó theo cái dải màu hue saturation mà bạn yêu thích để bạn tô ra một cái bông hoa như thế này ở đây mình có cái bông hoa nó nhiều màu đó là màu đỏ màu cam màu vàng gì các kiểu ở đây bạn sẽ tô ra màu xanh màu tím màu cam màu vàng màu hồng ở trong đây chẳng hạn Bây giờ mình chọn thêm cho các bạn Chẳng hạn như mình chọn thêm một cái khu vực bên trong này nữa ha Mình nhấn cần chun chay lên thêm một lần nữa Mình đưa lên trên cùng nè Rồi mình sẽ chọn cái khu vực nằm ở bên trong đây Chẳng hạn như cái lõi ở bên trong đây Mình sẽ tô cho nó ra một màu nè Mình quét thêm vùng này nữa nha Rồi Chẳng hạn như mình tô tới đây thôi Mình còn cái cánh ở bên này mình tô màu khác Chọn thêm cái này đi Hoặc là mình chọn thêm cái cánh bên này luôn cũng được rồi mình chọn tới đây mình trừ bớt ra hai các bạn ha chỗ này mình sẽ nhấn Alt và mình trừ bớt cái khu vực chỗ này ra nè đó ví dụ mình vẽ cái này mình trừ ra hoặc là mình cộng thêm vô thì mình giữ Shift mình cộng thêm vô đây mình vẽ thủ công nha rồi chúng ta đang có được cái vùng này ha bây giờ bạn nhấn tạo vùng chọn tạo mặt nạ thì nó sẽ hiển thị cái khu vực mình vừa chọn trong vùng chọn và những chỗ khác nó sẽ ẩn đi rồi chẳng hạn như chỗ này mình tăng cái saturation lên một chút, mình đứng ở bên cái bông nha, các bạn bấm Ctrl U và chẳng hạn như mình tăng cái này lên cho nó đỏ lên một chút nè. Đấy, mình cho nó ra một cái dải màu chẳng hạn như dải màu cam ở đây đi ha. Xong mình tăng cái độ đậm nó lên một chút. Bạn có thể tăng chỉnh cái ánh sáng ở dưới đây lên cũng được nè. Đó mình đã cho nó ra một cái dải màu khác này các bạn cái màu này nó màu cam nó đậm hơn này. tương tự như thế thì mình cũng sẽ tạo vùng chọn là những cái cánh hoa khác nữa rồi bạn sẽ tô lên cho nó ra cái những cái màu như thế này thành một cái bông hoa ví dụ như là mình tô lại cái này ha mình tô lại cái này đó mình tô lại cái bông này nha nếu như các bạn muốn cho nó ra cái màu hồng màu tím gì đó thì bạn để cho nó ra màu tím như thế này nè rồi bạn tăng cái saturation lên đó bạn sẽ thấy nó nó thay đổi đấy nguyên cái khu vực ở bên trong nó ra một cái màu tím tương tự như thế thì các bạn làm cho những cái cánh hoa khác để cho nó ra cái kết quả là bạn có nguyên một cái bông hoa nó nhiều màu sắc như thế này